Cô chú quý anh chị ơi, thì đây là mảnh vườn nhà cháu. Thì cháu đây là mảnh vườn trúc ở An Giang. Thì quý cô chú anh chị nào ở xa đó thì có cần đến giống cây trúc, và từ quả đến lá trúc thì có thể liên hệ đến con giao tận nơi. Đây là vườn trúc có trái luôn nha mọi người. Đây. Đây trái trúc luôn. Cận cho mọi người thấy nha. Trái trúc sần sùi hay là gọi là chanh chanh sần. Cây trúc là một đặc sản của An Giang đã từ rất lâu rồi mọi người, nhưng mà trước đây thì nhiều người không biết, thì chúng ta cảm giác là nó ở xa xôi như là bên Thái này kia mới có. Thì hôm nay để đem gần đến với mọi người hơn thì con xin giới thiệu con đến từ vườn cây trúc An Giang. Mọi người có thể liên hệ đến con qua là tại trang Facebook cây trúc An Giang để có được những cái loại cây giống, loại thông thường nhất là con bán khoảng 30.000, và lá và trái luôn. Cận cho mọi người. Sần nhiều người thì do trước kia đi du lịch đó, chúng ta thấy người Thái người ta nấu đồ ăn mình gọi là chanh Thái, nhưng thực tế đây là loại cây đặc sản của An Giang. Thì mình cận cho quý anh chị chúng ta coi, tận mắt chứng kiến được cây trúc của An Giang, và cận luôn đây là những cái lá trúc. Lá trúc lá nó rất là thơm, lá có đặc điểm là hình thắt eo số 8. Thì với lá và quả trúc thì chúng ta có thể là sử dụng cho rất là nhiều dịp, mà nấu ăn rồi dùng làm nước uống luôn, rất là ngon, tuyệt vời không?